Thầy và các bạn, em tên là Trương Tấn Đạt, học lớp IGK45, đang đi lâm sàng ngoại niệu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Hôm nay em xin được trình bày về bạn nhận giới và xu hướng tính dục. Trước khi vào định nghĩa, chúng ta cần phải làm rõ một số vấn đề. Nhất, giới tính sinh học, biology sex. Giới tính sinh học sẽ được quyết định bởi giải phẫu học, anatomy, nội tiết tố, hormone, hay nhiễm sắc thể, chromosome, ba điều này sẽ quyết định được người đó là nam, là nữ hay liên giới tính. Một thuật ngữ mới ở đây là liên giới tính. Vậy, liên giới tính là gì? Theo như định nghĩa của Hiệp hội Liên giới tính Bắc Mỹ ISNA, liên giới tính là một thuật ngữ chỉ những người có những đặc điểm giới tính không phù hợp ở định nghĩa điển hình của cả nam hay nữ. Liên giới tính có một vài ví dụ. Thứ nhất, một người có những sắc thể là XY được định nghĩa là nam, nhưng cơ thể lại không phản ứng với hormone testosterone dẫn đến phát triển những đặc điểm của nữ tính. Một ví dụ thứ hai là nhiễm sắc thể XXY hay là hội chứng Klinefelter, là người có thêm một nhiễm sắc thể X thường có cơ quan sinh dục nam nhưng lại phát triển các đặc điểm của nữ giới khi lớn lên. Và một ví dụ cuối cùng là tình trạng một cơ thể bé gái sản xuất quá nhiều hormone androgen dẫn đến là cơ quan sinh dục của một bé gái phát triển theo hướng nam tính hơn. Về giới tính sinh học và liên giới tính, chúng ta sẽ đi qua về bản nhận giới. Vậy, bản nhận giới, gender identity là gì? Bản nhận giới là cách một người nhận thức chủ quan về giới tính của mình thông qua cảm giác bên trong chứ không phải dựa vào ba đặc điểm của giới tính sinh học. Từ đó, bản nhận giới có thể khác hoặc giống so với giới tính sinh học được chỉ định khi mới sinh ra. Bản nhận giới sẽ được chia thành hai nhóm lớn. Một là binary gender people là nhị nguyên giới. Nhị nguyên giới sẽ bao gồm nam và nữ theo giới tính truyền thống. Và nhóm thứ hai là nhóm không nhị nguyên giới, non-binary gender people. Thì nhóm non-binary gender people sẽ bao gồm nhiều nhóm nhỏ, trong đó bao gồm người chuyển giới transgender, phi dị nguyên giới non-binary, người linh hoạt giới gender fluid, người không xác định giới, agender, người giới song tính, bigender và người hai giới, two-spirit. Chúng ta sẽ tìm hiểu xu hướng tính dục, sexual orientation. Sexual orientation là một khái niệm dùng để chỉ về việc một người bị hấp dẫn về mặt tình cảm hoặc tình dục hoặc cả hai đối với người khác dựa trên giới tính hoặc bản nhận giới của họ. Xu hướng tính dục có thể ảnh hưởng đến việc một người hình thành mối quan hệ lãng mạn và tình dục với người khác. Dưới đây là một vài xu hướng tính dục phổ biến. Thứ nhất là dị tính heterosexual, là việc thu hút bởi người khác giới, nam thu hút bởi nữ giới và ngược lại. Thứ hai là đồng tính homosexual, là bị thu hút bởi người cùng giới, ví dụ như gay hay lesbian. Thứ ba là người song tính bisexual, là người bị thu hút bởi cả nam lẫn nữ. Bốn là vô tính, là không cảm thấy sự hấp dẫn tình dục với bất kỳ ai. 5 là toàn tính, là bị thu hút bởi cả về giới tính sinh học hay về cả bản nhận giới của họ. 6 là é tính, là chỉ cảm thấy hấp dẫn tình dục khi thiết lập một mối quan hệ sâu sắc tình cảm với ai đó. Phần cuối cùng, việc tìm hiểu về bản nhận giới và xu hướng tính dục có một giá trị lâm sàng đặc biệt quan trọng đối với bác sĩ lâm sàng trong lĩnh vực niệu khoa. Thứ nhất là việc hiểu rõ về cấu trúc giải phẫu và nhu cầu bệnh nhân chuyển giới, đặc biệt là những bệnh nhân đã qua phẫu thuật chuyển giới. Ví dụ như bệnh nhân trans nữ có thể gặp các vấn đề về tiểu tiện, chẳng hạn như hẹp niệu đạo sau phẫu thuật. Bệnh nhân trans nam thì sau phẫu thuật tạo dương vật như nhiễm trùng tiểu hoặc rò nước tiểu. Thứ hai là chăm sóc sức khỏe tiết niệu cho bệnh nhân đồng tính. Ở nam đồng tính có nguy cơ cao hơn về mắc các bệnh lây qua đường tình dục, nhiễm trùng niệu đạo hoặc trực tràng ở do quan hệ tình dục đồng giới. Thứ ba là về việc tư vấn và quản lý các biến chứng liên quan đến hormone ở bệnh nhân chuyển giới. Thứ tư là về việc cải thiện chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của bệnh nhân. Khi một bác sĩ hiểu rõ về bản nhận giới và xu hướng tính dục, bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái trong việc chia sẻ về những vấn đề riêng tư. Điều này sẽ giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị, nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân. Và cuối cùng là việc phòng ngừa và chẩn đoán sớm các bệnh lý liên quan. Và ở bệnh nhân LGBTIQ+, có thể không nên muốn gặp bác sĩ do lo ngại về sự kỳ thị hoặc sự thiếu hiểu biết về bản nhận giới của mình.
Bằng cách sự hiểu biết và nhạy cảm đối với vấn đề này, bác sĩ có thể phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh lý tiết niệu tiềm ẩn trên bệnh nhân thuộc nhóm LGBTIQ+. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài trình bày.